lắm, được lắm. Hai vợt. Đây, bài cho mấy vô cầu. Quýnh. 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 Wow, chào quýnh tới ghê à. Các bạn đang xem trận cầu lông ba người giữa hai đội gần bên phía camera là đội của Khanh Châu Dung, còn đội đối thủ phía bên kia là Việt Cường Kim Anh. Vừa rồi thì Sở Khanh đánh hỏng một trái cầu ngon ăn. Không biết tỷ số hiện tại là bao nhiêu rồi. Bây giờ Cường lớn giao cầu. Việt. Việt Châu chớp thời cơ rất nhanh. Hôm qua Châu đã ăn món tôm cho nên hôm nay nhảy rất dữ. Mới nói xong, khen xong cái hỏng cầu. Kim Anh giao cầu. Dùng quánh ra ngoài rồi. Bao nhiêu đều vậy? 5 đều. Kim Anh giao cầu tiếp. Hay quá. Kim Anh đỡ trái thẳng sau. Diệt. Kim Anh tiếp tục. Nhưng mà giờ rồi hỏng rồi. Khanh đánh trái rất ác cho nên là Diệt không thể nào đỡ được. Bây giờ Dung giao cầu. Dung. Cường. Cường bối rối, Dung giao cầu, Cường bối rối, đập vô lưới, bùm, Dung vô cầu tiếp, Kim Anh, Châu, Châu vừa rồi bỏ nhỏ một trái thằng sau, gớm thiệt, Dung vô cầu tiếp, Cường bối rối, hay lắm, hay quá vậy, rồi Khanh còn, cứu cao, quýnh luôn, Việt, Việt. Không ngờ trái cầu đó mà bên của đội Việt đã bị thua. Dung vô cầu tiếp tục. Nãy giờ Dung vô cầu là nhiều rồi đấy. Khanh. Cường. Không qua. Cường tính bỏ nhỏ một trái thân sầu nhưng mà nó không qua. 10 năm. Bây giờ hai đội đổi bên, đội của Việt Cường Kim Anh qua bên này, còn đội của Khanh Châu Dung qua bên kia. Dung giao cao. Cường. Khanh rồi đỡ hỏng một trái rồi. Ra ngoài. Bây giờ 6-0. Cường giao cầu. Cường giao cầu là có tiếng là hiểm đó. Dung bối rối không? Kim Anh. Việt. Ra ngoài. Việt rồi đã quýnh ra ngoài rồi. Bây giờ Châu chuyển qua Châu giao cầu. Châu giao cầu thì cũng dở thôi. Phải không? Mới vừa nói không? Là nó đã ra ngoài rồi. Nó đã chứng tỏ cái đùa dở giao cầu của Châu rồi kìa. Châu. Dung. 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 Dung vừa rồi đã không đỡ nổi cái cầu quá hiểm cho nên là đành phải thua. 8-10. 8-1. Quất. Quýnh xuống. Không được. Rồi sao nhẹ quá vậy. 28, 12, 8, Dung giao cao, Dung, Kim Anh, Việt, Kim Anh, kết thúc luôn, tốt cao, 9, 12, giờ chuyển qua Cường giao cao nè, Cường giao cao sao hiểm vậy, Việt, Việt luôn, quýnh quýnh kìa, ừ, hay quá đi, 10, 12, Cường, Dung, Dung kia, hay quá, Cường bỏ nhỏ một trái, thăng sâu quá, ở sân này chỉ có một mình Cường là bỏ nhỏ được những trái như vậy thôi, còn lại là, hay quá vậy, không quá, rất tiếc,
3, 1. Giờ tới Châu vô cọc nè, Châu làm gì? Cường. Hay quá, Cường. Vừa rồi chết thời cơ quá hay. Quýnh trái thằng xào quá. Giờ chuyển qua lại Kim Anh giao cao. Giết. Hay. Công nhận việc vừa rồi quýnh trái quá hiểm, không ai đỡ được hết, dù có tiếng mình bó tay thôi. Châu. Châu quýnh phát mạnh. Giết đỡ, giết. Châu quýnh hiểm quá. 4, 3. Ngoài rồi, 5, 3. Dung giao cầu tiếp. Bữa nay là Dung giao cầu có vẻ hơn. Mỗi lần là Dung giao cầu là đội của Dung tăng điểm. Mới vừa nói xong, Dung đã làm một trái ra ngoài rồi. 4, 5, Cương giao cầu. Hai đội này rất là căng bằng nha. Đâu, giết. Giết cẩn thận nha, đừng có đi vô lưới nha. Win. Quýnh luôn. Rồi, hay quá Diệt ơi. Mặc dù anh già nhưng mà sự cố gắng của anh cũng vẫn là thanh niên thôi. Vô. Cường, năm đều. Dung kia, anh Diệt. Diệt luôn. Anh cho bà Dung đi. Quýnh đi. Quýnh luôn. Ăn. Bùm. Bùm. Hay quá anh. Hay quá. Trái cầu này hay quá đi. 6, 5. Lên nhận điểm rồi. Anh Diệt, làm luôn, làm luôn, cố gắng đây nữa đi, mạnh lên đi. Chết rồi, 6 đều rồi, quýnh phải ác vô, phải nham hiểm vô, đọc như, phải đọc như rắn lục vậy đó. Vô, hay quá, hay gì đâu, Cường tự nhiên phá hoại trái à, 7, 6. Châu, Khanh, Diệt. Hay quá Diệt ơi, Diệt đã gỡ lại rồi, 7 điều. Bây giờ Kim Anh giao, sao đây? Tình hình là thế, tiếp theo sẽ như thế nào đây? Châu! Hay quá Châu ơi! Nếu mà bữa nay mà trận này mà thắng là Châu là công lớn đó nha. Mới đánh trái bản lê. Đúng rồi! Bản lê đâu? Bản đi! Quynh! Chủ động! Đập luôn! Đúng rồi! Hay quá 8 điều! Bây giờ Cường giao cầu như thế nào nè, để cho có lợi nè, Cường, đó, á chà, tốt cao, 98 rồi, đúng rồi, anh cũng là mắt thường thôi, tôi cũng thấy ngoài mà tại nó vô trong thôi, quả anh đi, Khanh, cẩn thận, giết, ngoài, đúng rồi, 9 đều. Hay quá, càng bài càng sức quá. Bây giờ Kim Anh giao cầu nè, Châu đỡ nè. Đối thủ vô. Quên. À, cố gắng quá. Rồi, không được rồi. 0-9. Cơ hội đã về tay bà Dung rồi. Bà Dung sẽ làm gì đây? Bà có kết thúc được không? Bà vô ngoài. Trời ơi. Ừ, đúng rồi, chưa qua thì quên đi. Quên. Ăn đi. Ăn lên một chút. Ác lên một chút nữa. Hay quá anh Diệt ơi. Rồi hay quá. Nói bởi vậy tôi đón bà Dung mà. Bà Dung đã làm nên chuyện rồi. Công nhận chúc mừng đội của bà Dung và Dung Châu. À, Khanh để giành chiến thắng.